Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày nay thì khi mà xã hội phát triển, người ta nhận thấy có những cái vấn đề về sức khỏe hết sức là nghiêm trọng. Đó là cái việc tỷ lệ nạo phá thai gia tăng, và từ đó thì đã tạo ra một cái tổn thương ở trong niêm mạc tử cung của người phụ nữ. Và việc này có thể dẫn đến một hậu quả rất là nghiêm trọng về sau, đó là vô sinh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Việt Hùng, Nguyên trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, về vấn đề tổn thương dính ở buồng tử cung hoặc là cổ tử cung. Xin được kính chào bác sĩ. Kính chào quý vị khán giả. Vâng ạ. Thưa bác sĩ ạ, tại sao lại có cái hiện tượng là tổn thương dính ở buồng tử cung hoặc cổ tử cung ạ? Dính buồng tử cung hoặc cổ cung do hai nhóm nguyên nhân. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là do nhiễm trùng, đặc biệt là bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn do tổn thương do vi khuẩn lao. Người ta gọi là lao niêm mạc tử cung hay lao sinh dục. Thì tổn thương lao sẽ phá hủy hoàn toàn cái lớp niêm mạc của tử cung, và dẫn tới hai cái lớp niêm mạc tử cung trước và sau, hai cái lớp cơ thành trước của niêm mạc, thành trước của tử cung và thành sau tử cung dính vào nhau. Và cái buồng tử cung từ một cái khoang rỗng thì trở thành một cái giải dính hoàn toàn. Hoặc là do các cái tổn thương nhiễm trùng sau sang chấn, sau khi mà được can thiệp vào trong buồng tử cung, như là hút thai, như là kiểm soát tử cung, mà dẫn tới tình trạng nhiễm trùng thì nó cũng có khả năng gây dính. Cái dạng nhóm nguyên nhân thứ hai là do sang chấn, do nạo hút thai hoặc là các cái can thiệp vào buồng tử cung quá mạnh, mất hoàn toàn cái lớp đáy của niêm mạc tử cung, do đó cơ tử cung nó trước và sau dính lại hoàn toàn. Chúng ta biết rằng niêm mạc tử cung của người phụ nữ ở cái tuổi hoạt động sinh dục thì hàng tháng đều được bong ra, đều được thay thế và biểu hiện bởi sự hành kinh, và sau đó nó tái tạo lại hoàn toàn. Và như vậy thì niêm mạc tử cung là luôn luôn được đổi mới trong mỗi một chu kỳ kinh nguyệt. Vì vậy khi mà bị bong ra, bị mất hoàn toàn sang chấn do các cái thủ thuật sản khoa, mất hết toàn bộ lớp đáy, là cái lớp mà sản sinh ra cái lớp tế bào ở phía trên của bề mặt niêm mạc tử cung, thì cơ tử cung sẽ dính lại hoàn toàn. Tử cung bị dính là một vấn đề khiến nhiều chị em phụ nữ lo lắng, đặc biệt là đối với những người đã từng can thiệp buồng tử cung như nạo hút thai, bóc tách u xơ tử cung. Dính buồng tử cung có thể là nguyên nhân dẫn tới vô sinh thứ phát ở phụ nữ. Vậy làm thế nào để biết mình có nguy cơ dính buồng tử cung hay không? Bạn cần lưu ý một số dấu hiệu sau đây. Thứ nhất, quan sát lượng máu kinh hàng chu kỳ và hãy so sánh xem nó có khác biệt với giai đoạn chưa can thiệp tới buồng tử cung hay không. Thứ hai, kết hợp với theo dõi niêm mạc tử cung, để theo dõi sự phát triển niêm mạc buồng tử cung, bạn cần tới các cơ sở y tế để siêu âm. Độ dày của niêm mạc tử cung trong thời kỳ giữa chu kỳ kinh thường là 8 đến 12 mm. Nếu niêm mạc tử cung dưới 4 mm thì có thể đó là một dấu hiệu. Tuy nhiên đây chỉ là phương pháp hỗ trợ, bởi niêm mạc tử cung còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nội tiết tố. Thứ ba, sau 6 tháng đến 1 năm không tránh thai mà không có thai thì bạn cũng nên đi khám. Thưa bác sĩ, bạn Nguyễn Minh Nguyệt ở Yên Bái có hỏi là nếu bị dính ở cổ tử cung thì sẽ có những hậu quả gì? Một trong dạng dính của buồng tử cung đó là dính ở đoạn cuối, tức là ở lỗ trong cổ tử cung. Phần cuối, phần dưới thấp nhất của buồng tử cung, tức là nó ở lỗ trong cổ cung. Thì khi đó, nếu người phụ nữ đó ở trong cái tuổi hoạt động sinh dục, vẫn hành kinh đều thì sẽ bị bế kinh, ứ kinh, ứ máu kinh. Dần dần ứ máu kinh thì làm cho giãn, mới đầu là giãn hai cái vòi trứng nha. Sau đó thì nó sẽ gây ra ứ máu kinh ở trong hai vòi trứng và gây ra hai vòi trứng đó. Tổn thương hoàn toàn không có thể hồi phục được. Và sau nữa thì là ứ máu kinh ở trong bản thân cái tử cung. Và dẫn tới các cái hậu quả đó là tình trạng sau này sẽ bị vô sinh và gây ra viêm dính tiểu khung ở của người phụ nữ.
Vâng, thưa bác sĩ, chị Nguyễn Thị Ngân Trang ở Thanh Xuân, Hà Nội thì có hỏi là tôi đã từng bị sẩy thai mà tôi mong đợi 2 năm chưa có con lại. Vậy thì xin bác sĩ cho tôi hỏi là nếu nghi ngờ bị dính buồng tử cung thì cần kiểm tra những gì và có những cái dấu hiệu gì để nhận biết ạ? Dính buồng tử cung thì nó sẽ có mấy dạng, có hai dạng, một dạng là dính một phần, một dạng thứ hai là dính hoàn toàn. Dính toàn bộ cái niêm mạc tử cung thì gây ra vô kinh. Ví dụ sau khi sảy thai, sau khi nạo thai mà nhiều tháng sau không thấy hành kinh trở lại thì phải đi kiểm tra. Thứ hai là dính một phần thì vẫn có hành kinh nhưng mà hành kinh ít đi về số lượng, cũng như có thể cái số ngày hành kinh nó cũng giảm đi. Muốn phát hiện ra thì chị nên đến các cơ sở y tế về để khám, và đặc biệt là các bác sĩ sẽ tiến hành chụp tử cung cho chị để phát hiện ra xem có phải dính buồng tử cung hay không. Vâng. Dính buồng tử cung xảy ra khi lớp đáy của nội mạc tử cung bị tổn thương, khiến cho hai thành cơ tử cung đối diện bị áp sát, dính vào nhau. Khi bị dính buồng tử cung, nội mạc tử cung không thể dày lên đủ để cho phôi làm tổ, do đó sẽ làm cho bệnh nhân khó có thai. Cách điều trị thích hợp là nội soi buồng tử cung gỡ dính, sau đó phải điều trị cho có thai ngay. Vì dính buồng tử cung rất dễ tái phát, khoảng 20% trường hợp phải nội soi lại đối với dính buồng tử cung mức độ vừa và 50% đối với dính mức độ nặng. Sau khi gỡ dính, cần điều trị tích cực để có thai sớm. Phương pháp điều trị sẽ tùy thuộc vào kết quả khảo sát về khả năng sinh sản của hai vợ chồng. Khả năng gỡ dính thành công và có thai lại sẽ tùy thuộc vào mức độ tổn thương của nội mạc tử cung. Một nghiên cứu cho thấy trung bình khả năng có thai lại khoảng 80% nếu dính nhẹ và 30% nếu dính nặng. Thưa bác sĩ, bạn Phan Châu Anh ở Nha Trang có hỏi là nếu trong trường hợp bắt buộc phải mổ hoặc can thiệp thủ thuật để lấy thai ra sớm thì làm thế nào để phòng ngừa việc bị dính buồng tử cung hoặc cổ tử cung? Trong những trường hợp đó thì các bác sĩ sản khoa sẽ cố gắng hạn chế tối đa tới việc làm sang chấn niêm mạc tử cung. Đó là cái việc thứ nhất là để đảm bảo thông được từ buồng tử cung xuống dưới khoang âm đạo thì người ta sẽ làm một cái thủ thuật là nong cổ tử cung ra. Thứ hai là hạn chế các cái thao tác mạnh, thô bạo khi mà tiến hành mổ lấy thai. Đặc biệt là cái thì mà lau sạch buồng tử cung thì người ta sẽ phải làm nhẹ tay để đảm bảo là không bị sang chấn cái lớp niêm mạc tử cung để còn cái lớp sau này nó sẽ tái tạo lại. Vâng ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, những vấn đề liên quan đến sức khỏe sẽ được chúng tôi liên tục truyền tải trong chương trình tư vấn sức khỏe mỗi ngày được phát sóng hàng ngày. Và bây giờ thì xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.